Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng mang đội giáp mũ kiên cố như vậy, ta sẽ độ tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc Niết bàn rốt ráo, thì chẳng rơi vào hai bậc thanh văn và độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát có khả năng mang đội giáp mũ kiên cố như vậy, ta sẽ độ tất cả hữu tình khiến đều chứng đắc Bát Niết bàn, nhưng Đại Bồ Tát ấy không xử lý, không dung nạp thì sẽ rơi vào hai bậc thanh văn và độc giác. Vì sao? Bạch Thế Tôn vì Đại Bồ Tát ấy, đối với hữu tình chẳng an lập phân hạn, mà mang đội giáp mũ kiên cố như thế. Phật dạy, này thiện hiện, ông quán chiếu nghĩa nào mà nói thế này? Nếu Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì chẳng rơi vào hai bậc thanh văn và độc giác thiện hiện đáp bạch thế tôn do vì đại bồ tát ấy chẳng vì độ thoát một số ít hữu tình mà mang giáp đội mũ cũng chẳng phải vì cầu một phần nhỏ trí mà mang giáp đội mũ vì sao bạch thế tôn vì đại bồ tát ấy vì cứu vớt tất cả hữu tình khiến nhập niết bàn mà mang giáp đội mũ đại bồ tát ấy chỉ vì cầu chứng đắc trí nhất thiết trí mà mang giáp đội mũ do nhân duyên này chẳng rơi vào bậc thanh văn và độc giác Phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói Đại Bồ Tát ấy chẳng phải vì độ thoát một số ít hữu tình mà mang giác đội mũ cũng chẳng phải vì cầu một phần nhỏ trí mà mang giác đội mũ mà Đại Bồ Tát ấy vì cứu vớt tất cả hữu tình khiến nhập niết bàn nên mang giác đội mũ Đại Bồ Tát ấy chỉ vì cầu chứng đắc trí nhất thiết trí mà mang giác đội mũ do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy chẳng rơi vào bậc thanh văn độc giác. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy, rất là sâu xa, không có người năng tu, không có pháp sở tu, cũng không có chỗ tu, cũng không do pháp này mà được tu tập vì sao bạch thế tôn chẳng phải trong ý nghĩa sâu xa của bát nhã ba la mật đa này có một phần nhỏ thật pháp có thể đạt được để gọi là người năng tu và pháp sở tu hoặc chỗ tu tập hoặc do pháp này mà tu tập bạch thế tôn nếu tu hư không là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu tu tất cả pháp là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu tu pháp chẳng thật là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu tu không sở hữu là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu tu không nhiếp thọ là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu tu trừ bỏ là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện tu trừ bỏ gì là tu bát nhã ba la mật đa Thiện hiện đáp, bạch thế tôn, tu trừ bỏ sắc là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức là tu bát nhã ba la mật đa, bạch thế tôn, tu trừ bỏ nhãn xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tu bát nhã ba la mật đa, bạch thế tôn, tu trừ bỏ sắc xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thanh hương vị xúc pháp xứ là tu bát nhã ba la mật đa.